Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục vấn đề bạn quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Quy định mới về mức vay tín dụng đối với học sinh sinh viên. Khó khăn trong việc thi hành án dân sự đối với chủ tàu cá 67. Sau đây là nội dung chi tiết. Quyết định số 05 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 157 về tín dụng đối với học sinh sinh viên ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2022 và sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022. Quy định mức vay tối đa của mỗi học sinh sinh viên được nâng lên 4 triệu đồng một tháng so với trước đây là 2,5 triệu đồng một tháng. Đối tượng học sinh sinh viên được vay thuộc một trong các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình, gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 22 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030. Theo đó, thông tư số 22 đưa ra một số quy định đối với sinh viên được cấp học bổng như sau. Chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành toán được hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm B khoản 1, điều 11, Nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. Học bổng được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học. Theo đó, sinh viên ngành toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng một tháng. Thông tư cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành toán. Cụ thể là chi đào tạo bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành toán, giáo viên môn toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên toán, tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng giảng viên môn toán, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra còn chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực toán ứng dụng và toán công nghiệp. Tại thông tư số 04 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ, quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp cao đẳng được quy định như sau. Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học, không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp cao đẳng tối đa đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều tàu cá được đóng mới theo Nghị định số 67 năm 2014 hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, dẫn đến không trả được nợ, nên đã bị các ngân hàng siết nợ, khởi kiện ra tòa. Trên cơ sở bản án của tòa án, đơn thi hành án của ngân hàng, các tàu cá này đang được cơ quan thi hành án các địa phương thực hiện thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình kê biên, xác minh tài sản thế chấp, phát mại tài sản, cơ quan thi hành án gặp không ít khó khăn đối với chủ tàu cá 67. Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Agribank chi nhánh Hậu Lộc, Bắc Thanh Hóa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tươi, thường trú tại thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, vay số tiền hơn 9,1 tỷ để đóng mới tàu cá vỏ gỗ mang ký hiệu TH92886, công suất 829 CV, theo Nghị định số 67 năm 2014 của Chính phủ. Do hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, không trả được nợ, ông Tươi bị ngân hàng khởi kiện ra tòa án. Theo quyết định của bản án số 104 năm 2021, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tòa án Nhân dân huyện Hậu Lộc, gia đình ông Nguyễn Văn Tươi phải trả nợ số tiền gần 10 tỷ đồng, trong đó nợ gốc trên 9,1 tỷ đồng và gần 825 triệu tiền lãi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hậu Lộc, Bắc Thanh Hóa. Sau khi tiếp nhận đơn thi hành án của ngân hàng, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hậu Lộc đã ban hành quyết định số 330 ngày 3 tháng 3 năm 2022 thi hành án đối với gia đình ông Tươi. Tuy nhiên hiện nay, con tàu này đã xuống cấp, nhiều hạng mục không còn hoặc đã hư hỏng, tàu không thể hoạt động bình thường. Để bảo quản sửa chữa tàu, Chi cục Thi hành án Dân sự Hậu Lộc phải thuê một công ty để trông coi bảo quản tàu. Về chuyện đó là neo dây. Đấy, xong ấy là còn để mà bảo đảm an toàn cho con hai con tàu này ấy giờ ấy thì là cái quan trọng nhất là về mùa nắng hanh, nắng khô nhiều. Thế nên là
nó hở đường mạch ra rồi là nước nôi nó vào là nó cũng không còn được cái độ an toàn đấy mà trông coi là nó vẫn rình rập hiểm họa là bị nước vào đắm tàu là có thể xảy ra. Đấy, hai nữa là bây giờ hai con tàu là mấy chính là không nổ được bởi vì lý do là bình ắc quy chất lượng nó không, nói chung là bình ắc quy không sử dụng là không có điện. Thế nên là báo gió mà để mà chạy mà cho tàu lên đà thì cũng không chạy được. Trên địa bàn huyện Hậu Lộc có 15 tàu đóng mới theo Nghị định số 67, trong đó có 6 tàu sau khi có bản án của Tòa án Nhân dân huyện Hậu Lộc, đơn yêu cầu thi hành án của ngân hàng đã được chuyển hồ sơ sang Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hậu Lộc thực hiện thanh lý thu hồi nợ. Việc thu hồi nợ đối với các khoản vay đóng tàu cá theo Nghị định số 67 trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũng như các huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Đa phần khi đấu giá thành công thì số tiền thu được chỉ thanh toán được một phần nhỏ so với khoản nợ mà chủ tàu đã vay và đang dư nợ tại các ngân hàng. Quá trình mà tổ chức thì chấp hành viên tổ chức gặp nhiều cái khó khăn trong cái việc thi hành. Ví dụ như quá trình mà đi xác minh thì các cái đối tượng phải thi hành án không chấp hành thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với rất nhiều cơ quan ban ngành để xác minh. Tàu họ không đưa về cảng hoặc là họ không vào bờ thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với lại các cái cảng vụ, cảng cá hoặc các đồn biên phòng để coi như dò xem coi như là các tàu nó đang neo đậu ở khu vực nào, sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng của các cái nơi tàu đậu để tiến hành xác minh rồi di lý tàu về nơi bảo đảm an toàn để tiến hành kê biên xử lý tài sản. Việc mà xác định các cái tàu 67 này nó nằm ở vị trí nào thì đa số các cái trường hợp cái người phải thi hành án người ta có cái ý thức là giấu giếm cái tài sản là cái tàu 67 bởi vì là cái nó là cái phương tiện di động cho nên là có nhiều trường hợp là họ đưa dấu ở trong các cái tỉnh ở miền Nam cho nên là cái việc mà truy tìm để xác định cái tàu này là một cái khó khăn rất lớn về cái giá trị để mà khi ngân hàng cho các cái hộ gia đình này vay cái tài sản thế chấp là con tàu, cái dư nợ thì nó lớn. Nhưng mà trong cái quá trình xử lý tài sản con tàu thì đến khi bán đấu giá thì cái giá trị con tàu nó thấp hơn nhiều so với lại cái giá thế chấp ban đầu. Sau vài năm hoạt động, giá trị tàu cá 67 sau khi thi hành án thu về rất thấp so với giá trị thực tế, gây thất thoát tiền của ngân hàng, gây thiệt hại cho người dân, khó khăn cho các cơ quan thi hành án. Để tháo gỡ những khó khăn cho các chủ tàu cá 67, đồng thời giải quyết những bất cập trong quá trình thực hiện thi hành án đối với chủ tàu cá 67. Hiện nay, có đơn vị địa phương đang tổ chức nhiều cuộc họp bàn biện pháp hỗ trợ tàu cá 67. Đề nghị ban chỉ đạo chương trình cho vay theo nghị định 67 từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị xã thì tổ chức cái đợt rà soát lại để đánh giá lại toàn bộ các cái chủ tàu vay theo nghị định 67. Thì từ đó xác định đối với những chủ tàu nào còn hoạt động hiệu quả thì chúng ta tiếp tục có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo rồi hỗ trợ về các tiền bảo hiểm, tiền dầu, các cái phương tiện trang bị làm sao đảm bảo cho các chủ tàu đi khơi ra khơi mà hoạt động hiệu quả có lợi nhuận thì vẫn yên tâm chăm lo đời sống của mình cũng như là yên tâm mà có cái nguồn để trả nợ cho nhà nước. Còn đối với thứ hai đối với chủ tàu thực sự không hoạt động nữa mà tàu nằm bờ mà cố tình không trả nợ thì cũng phải bàn để cũng chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngân hàng để xử lý dứt điểm. Chúng tôi kiến nghị đến ngân hàng nhà nước là chỉ đạo các cái ngân hàng thương mại là trong cái quá trình mà thẩm định hồ sơ cho vay đối với các cái tài sản thế chấp đảm bảo thì phải chặt chẽ đảm bảo cái giá trị thực tế và trong cái quá trình mà cho vay thì phải quản lý các cái tài sản để khi đến giai đoạn thi hành án thì cái việc mà để xác định và truy tìm các cái tài sản là động sản thì cơ quan thi hành án không phải mất cái thời gian đấy để thực hiện cái việc truy tìm. Nghề đánh bắt thủy hải sản không chỉ giải quyết việc làm thu nhập cho ngư dân vùng biển mà còn phát huy sức mạnh của ngư dân trong việc bảo vệ lãnh thổ biển đảo quốc gia. Do vậy, các ngành chức năng cần sớm có cơ chế chính sách hợp lý, giải quyết những vướng mắc còn tồn tại của tàu 67, đồng thời có giải pháp xử lý dứt điểm, cho thanh lý đối với những chủ tàu cá có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước và viện nhiều lý do khác nhau để trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng.